Tức là tổ chức tiệc thôi nôi mặn cho con cái có gây nghiệp cho mình không, cho con mình không, và thế nào để là để gieo duyên Phật pháp đúng cách cho các bé còn rất nhỏ. Đầu tiên đó, quý vị phải có một, có những người họ ăn mặn á, họ có một cái suy nghĩ hết sức sai lầm, đó là tôi ăn mặn như vậy là, ý là tôi ăn chay như vậy đó là tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng sanh. Họ suy nghĩ là nếu như mình ăn mặn á, tức là mình ăn thịt á, thì do mình ăn thịt cho nên người ta mới giết hại, cho nên người ta mới giết con này con kia, cho nên là con này con kia nó mới chết. Còn nếu mình chỉ ăn ăn chay thì đâu có con này con kia nó chết gì mình đâu. Mà xin hỏi quý vị ha, theo cách mà suy tư như vậy đó, làm ơn làm phước đi ra ngoài ruộng á, hoặc hỏi những người đã từng làm nông á, hỏi họ coi khi mà họ cày cấy như vậy, họ cày cấy đất á, rồi nó có chết con này con kia hay không? Chết hơi bị nhiều á, và không chỉ một con hai con đây. Rồi trong quá trình mà họ gieo trồng trọt á, họ có bảo vệ thực vật hay không? Ví dụ như ruộng lúa thì có bu vàng, rồi sâu, sâu ăn lá, sâu đục thân, sâu cuốn lá, rồi họ có bảo vệ thực vật hay không bằng cách là bắt ốc, bằng cách là bắt sâu, bằng cách là phun thuốc trừ sâu từ đồng ruộng cho đến cây ăn trái, có hay không? Như vậy có nghĩa là một cái trái cây chúng ta ăn, người nông dân họ muốn có được những trái cây đó là họ phải giết rất nhiều những con vật để mà họ có được cái đó cho mình. Sao nhiều người họ không suy nghĩ cái chuyện đó mà họ nhịn đói đi? Thành ra đó, Đức Phật là cái người đã vượt ra khỏi cái sự chấp thủ trong cái việc ăn uống chay hay mặn. Nên nhớ đạo Phật là trung đạo. Mà khi chúng ta đi lệch về một phương hướng là chúng ta trở thành cái người nó tà kiến thì giận, chứ còn nói chung là chúng ta đi lệch với chánh pháp đây. Cho nên đây, Đức Phật đã cho phép với tu sĩ đó là gì, cho gì ăn đó, có gì ăn đó. Và đối với hàng cư sĩ đó thì miễn làm sao mà không thấy, không nghe và không nghi là đủ. Tức là cái chuyện mà chúng ta mua ra chợ á, mua thịt đã được làm sẵn, hoặc ra siêu thị mua thịt đã được làm sẵn mà chúng ta không yêu cầu người bán phải giết con vật đó này con vật kia cho mình, thì Đức Phật gọi đó là cái thực phẩm hoàn toàn thanh tịnh và vô can. Còn nếu như chúng ta nói không, tôi không tin, thì có nghĩa là quý vị không tin lời Đức Phật nói, và nó sẽ làm hại, nó sẽ là trở ngại cho quý vị. Bởi vì lời Đức Phật mình không tin, mà mình tin lời của những cái vị phàm, những vị tổ sư sau này. Khi Đức Phật đã nói cái gì là vô tội thì chắc chắn nó là vô tội. Còn khi Đức Phật nói cái gì là có tội thì chắc chắn nó là có tội. Làm ơn nhớ dùm chuyện đó. Cho nên khi mà Đức Phật nói là nó vô can, thịt nó không sao hết, thì nó không vấn đề gì hết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm ơn cái chuyện cũng trong trong Tăng Chi Bộ Kinh, nhưng không phải Tăng Chi, mà trong tiểu bộ cái Bạch Kinh Hôi Thối, Đức Phật nói là cái vấn đề không nằm ở thực phẩm, mà cái vấn đề ở chỗ là chúng ta có được cái thực phẩm đó bằng cách gì, nó mới có cái chuyện chúng ta có gây nghiệp hay không. Thí dụ như chúng ta để chúng ta có được cái miếng rau, miếng đậu hũ mà chúng ta phải sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, thì cái miếng thực phẩm đó chính là thực phẩm không thanh tịnh. Còn khi mà chúng ta có được những thực phẩm đó bằng cách chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì cái thực phẩm chúng ta có được đó là thực phẩm trong sạch. Đó là nguồn gốc của thực phẩm. Nó quan trọng hơn là cái thực phẩm đó là cái gì. Tức là chúng ta có được bằng cách nào thì nó quan trọng hơn chúng ta có cái gì. Nha.
Cái thứ hai là trong khi chúng ta ăn uống á, chúng ta ăn bằng một cái tâm trạng á, là nó tham rồi nó sân rồi nó si, tức là ganh tị bỏng sẻn tham lam mê đắm, nói dốc nói dối rồi bắt đầu kể chuyện xấu người này kể chuyện xấu người kia, nói chung là bằng cái tâm bất thiện, thì đó là cái loại thực phẩm bất tịnh, là loại thực phẩm ô nhiễm. Bất kể anh ăn cái gì, dù cho anh ăn chỉ là một trái cam, còn khi á mà anh ăn, trong khi anh ăn mà anh ban ăn bằng cái tâm từ bi hỷ xả, ăn bằng sự chánh niệm đấy, ăn bằng cái ăn trong khi chúng ta đang tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, thì khi đó cái thực phẩm chúng ta đang ăn đó là thực phẩm trong sạch. Cho nên cái cách mà chúng ta ăn nó quan trọng hơn cái mà chúng ta ăn, cách ăn quan trọng hơn cái ăn, nhớ giùm cái chuyện đó. Cái thứ ba, cái mục đích của cái việc chúng ta ăn á, nó là cái gì, nó sẽ quan trọng hơn. Tức là gì, chúng ta ăn không phải là để cho đẹp, để cho có sức khỏe, để chúng ta làm những cái ác nghiệp, để chúng ta ca đờn múa hát, chúng ta sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, chúng ta làm tất cả các ác nghiệp, thì khi đó vì cái mục đích nó không trong sạch, cho nên cái thực phẩm chúng ta ăn nó cũng không trong sạch, dù cho nó là cái gì. Mà sư nghĩ là có lẽ sư nói cái nửa nửa đầu câu hỏi nói hơi sớm, cho nên là nhiều người họ nghe họ nhột, họ đã cắt rồi, họ không nghe nửa cái phần sau đâu. Rồi nếu như mà chúng ta ăn á vì cái mục đích là để có sức khỏe, để nuôi thân, có sức khỏe để tu tập, có sức khỏe để hoàn thành cái nghĩa vụ của một người mẹ, một người cha, một người vợ, một người chồng, một người con, một người cư sĩ thuần thành, thì khi đó cái ăn của chúng ta, cái thực phẩm chúng ta mới là cái thực phẩm thanh tịnh, vì mục đích của chúng ta là mục đích trong sạch. Nhớ dùm chuyện đó. Đấy. Cái mục đích của chúng ta ăn nó quan trọng hơn cái mà chúng ta ăn nó là cái gì. Cho nên nhớ giùm, Đức Phật là người đã vượt ra khỏi những kiến chấp, vượt ra khỏi những sự bám dính giữa cái chuyện ăn cái gì. Mà Đức Phật quan trọng cái chuyện là mình có được loại thực phẩm đó bằng cách gì, chứ mình ăn nó bằng cái tư cách gì, và chúng ta ăn để làm cái gì, nó quan trọng hơn rất là nhiều. Đấy. Thế nên cái mà chúng ta ăn vào trong đầu chúng ta đó, nó quan trọng hơn cái chúng ta ăn vào trong miệng chúng ta. Rồi một số cái chuyện mà tổ chức tiệc á, nhưng mà sư nói cái này, nhiều người họ tổ chức tiệc mà họ ăn nhậu, thì xin thưa cái chuyện mà nhậu xong ai nói gì hết trơn, mà cái chính cái chuyện mà nhậu nhẹt á thì nó là cái ác nghiệp, bản thân cái nó là ác nghiệp. Còn mà chúng ta nói là có gây nghiệp cho con mình hay không thì xin thưa là cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Mình đừng có đổ thừa là tại con của mình. Đừng có đổ thừa. Và làm thế nào để gieo duyên Phật Pháp đúng cách cho các bé còn rất nhỏ? Xin thưa là nó hơi khó ở chỗ này. Theo Phật Pháp thì một cái đứa bé mà dưới 7 tuổi nó chưa có được sự nhận thức gì đâu, cái đầu óc nó chưa có rõ ràng, và sư rất thậm chí sư rất lấy làm ngại cái chuyện là một số cư sĩ họ đem những cái đứa bé còn quá nhỏ vào chùa để chi, để tới hồi mà tụng kinh á thì bắt đầu nó mè nheo, nó làm phiền đại chúng, làm cho người ta không có tập trung được và nó không có hiểu gì hết, và nó khi là nó chạy vòng vòng, rồi xin lỗi khi nó mắc tiểu mà nó không kiềm chế được, nó giật ra nó xè đấy. Chính những cái chuyện đó nó vào đưa nó vào chùa, vô tình mình khiến cho nó tạo ác nghiệp mà nó không biết.
Cho nên với ý kiến cá nhân của sư, dựa trên kinh tạng thì sư đề nghị là con nít mà dưới 7 tuổi không nên đưa vào chùa, bởi vì nó không có chưa có được cái sự nhận thức đúng đắn. Mà 7 tuổi ở đây là tính tính luôn tháng ở trong bụng mẹ nha. Tức là thí dụ như trong bụng mẹ là 9 tháng thì mình cộng thêm 9 tháng nữa. 7 tuổi là 7 lần 12 tháng ấy, tính luôn ở trong bụng mẹ. Thì khi đó đó cái đứa bé nó mới có đầy đủ sự nhận thức. Ngoài ra thì chúng ta có những cái cách khác, ví dụ như là quý vị có thể kể chuyện cổ tích cho em bé nó nghe, nhưng mà thay vì dùng những cái chuyện cổ tích bình thường ấy, thì chúng ta dùng những cái chuyện cổ tích Phật giáo. Ví dụ như chuyện tiền thân của Đức Phật nè, hoặc là cái chú giải pháp cú, thì đó là những cái câu chuyện, những cái mẫu chuyện. Thì khi quý vị kể đó thì em bé nó sẽ ăn vào trong cái đầu óc của nó, ăn vào trong đầu óc của nó. Thì nhờ như vậy đó nó sẽ là cái nền tảng sau này. Còn một vấn đề nữa đó là gì? Bản thân những cái đứa trẻ nó là cái bản sao của cha mẹ, nó sẽ nhìn cha mẹ nó sống như thế nào nó sẽ sống như thế đó. Cho nên một cái gia đình mà lục đục á thì cái đứa bé nó sẽ học cái gì? Học cái sự gây gổ của cha mẹ, học cái sự không coi trọng nhau của cha mẹ, học cái chuyện là ông ăn chả bà ăn nếm. Và chắc chắn là nó sẽ không học được cái gì của một cái nên một gia đình không hạnh phúc đấy. Cho nên là xin thưa, ở trong nhà đó chén bát á, ở trong chạng có khi nó còn khua lanh canh thì huống chi là người sống với nhau không có những lúc buồn phiền. Nhưng mà chúng ta phải tập cư xử khéo với nhau, đừng có nghĩ là con nó không thấy, đừng nghĩ con nó không nghe. Nít á, nó khôn lắm, nó biết hết á. Và chính những cái đó, những khi mà cha mẹ bằng mặt không bằng lòng, cha mẹ gây gổ với nhau, cha mẹ buồn phiền với nhau đấy, những cái đó nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức của đứa nhỏ. Cho nên muốn đứa nhỏ gieo duyên với Phật pháp thì bản thân mình phải gieo duyên với Phật pháp trước cái đã. Muốn đứa nhỏ học những cái điều lành thì trước hết mình phải là cái người lành. Trong những cái năm đầu đời đó thì cha mẹ là cái người thầy đầu tiên. Cho nên muốn cho đứa nhỏ nó giữ cái giới, nó giữ được năm giới thì bản thân mình phải giữ được năm giới. Muốn cho nó không có sát sanh, muốn thì mình bản thân mình phải tôn trọng sự sống trước cái đã. Muốn cho nó không trộm cắp thì bản thân mình là phải trung thực, không có trộm cắp trước cái đã. Đấy. Cái tà dâm thì có khi là nó chưa có ý thức được đâu. Nhưng mà bản thân chúng ta đó phải trung thực trong cái mối hôn nhân của mình, tức là mình không có cảm nắng cảm gió một cái người nào khác ngoài ra người vợ người chồng của mình, là không đi lung tung. Có những người đàn ông ấy, nói thẳng là đối với rất nhiều người đàn ông thì cái chuyện mà họ ăn bánh trả tiền ấy, đối với họ nó không phải là ngoại tình, bởi vì đối với họ là cái đàn ông mà ngoại tình là phải có tình cảm với người khác mới tính là ngoại tình. Còn cái chuyện mà lỡ thất thoát một một vài đêm với cái người khác mà không có tình cảm thì họ không coi nó là ngoại tình. Nhưng mà xin thưa là chỉ khi nào mà bà vợ bà cho phép nha. Tức là thôi ông đi thì tôi cho phép ông đi, thì khi đó mình mới không tính là mình không phạm giới. Chứ nếu không mình vẫn phạm giới đó. Cho nên là mình phải giữ giới trước cái đó. Đó. Thì cái đứa nhỏ nó nhìn vào, khi mà nó thấy là người cha người mẹ mình có giới thì nó sẽ tự nhiên nó học cái chuyện có giới. Rồi khi mà chúng ta không có nói dối nó, không có nói dối, không có lừa gạt nó thì nó cũng sẽ không có lừa gạt, không nói dối, không nói dối với ai. Rồi khi mà người cha người mẹ mà không có hút thuốc, không uống rượu thì nó cũng sẽ học một cái chuyện nó không hút thuốc, không uống rượu. Cho nên người cha người mẹ là người thầy đầu tiên, muốn cho con mình có duyên với Phật pháp thì mình phải gieo duyên với Phật pháp trước. Còn mình khi mình không có một chút xíu Phật nào ở trong tâm của mình thì mình làm ơn làm phước thì mình dẹp cái suy nghĩ là cho con nó được cái này được cái kia đi. Bởi vì mình là người thầy đầu tiên của con.